Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với bình luận viên Anh Ngọc đến với trận cầu giữa Barcelona và Espanyol. Đây là trận đấu derby xứ Catalonia và luôn được cổ động viên hai đội rất là quan tâm. Chúng ta sẽ cùng dành một chút thời gian để nói về đội bóng Barca. Vâng, thưa anh Ngọc, thì thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa và Barca thì không mua được Coutinho. Vậy theo anh đây có phải là một mùa hè thất bại của họ hay không ạ? Tôi nghĩ là như vậy. Để mất Neymar thì đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái uy tín cũng như là hình ảnh của câu lạc bộ ở trên trường quốc tế rồi. Một đội bóng lớn như Barcelona mà không giữ được chân của Neymar thì có thể được coi là một điều thất vọng. Và thất vọng hơn nữa là họ tiếp tục đi tìm kiếm một cái người nào đó có thể đá ở vị trí một cái đỉnh tam giác còn lại trong trong bộ ba tấn công đã có Messi cũng như là Suarez, thì không tìm được người thay thế xứng đáng đối với Neymar mà Barcelona đặt ra là Coutinho ấy, thì đấy có thể được coi là một điều không thành công. Và ngay cả sự có mặt của Paulinho là tăng cường làm tiền vệ thôi, rồi là đặc biệt là bỏ ra rất là nhiều tiền để có Dembele, thì tôi nghĩ rằng là cũng chưa chắc đã làm cho các cổ động viên của Barcelona hài lòng đâu. Thành ra là cái mùa hè nó đầy sự cố, đầy những ấn tượng không hay ở mùa hè vừa rồi, thì nó có thể ảnh hưởng đến Barcelona trong suốt cả của mùa giải này. Nhưng rất may là Barcelona mặc dù gặp khó khăn như vậy trong hai trận đấu đầu tiên của mùa giải nhưng mà họ đều thắng. Và ở đây chúng ta lại thấy cái vai trò của Messi lại tỏa sáng trong những thời điểm khó khăn, thì Messi lại tỏa sáng và gánh toàn đội. Nhưng vấn đề chúng ta đặt ra là không biết là Messi sẽ gánh đội đến bao giờ. Dù là trận derby nhưng mà có thể thấy rằng Barca luôn áp đảo trước Espanyol. Trong 13 trận đấu gần đây nhất thì Barca đã thắng đến 12 trận và có 5 trận thắng gần đây nhất. Dù mất Neymar nhưng có thể nói rằng Barca vẫn áp đảo hoàn toàn trước đối thủ, đúng không ạ? Và theo tỷ lệ nhà cái lúc này thì tỷ lệ sẽ là 2/1/4. Vậy anh Ngọc sẽ chọn đội nào với tỷ lệ này? Tỷ lệ này cao quá. Nếu như vẫn còn Neymar thì tôi tin rằng là Barcelona sẽ thắng từ 4 đến 5 bàn là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ không còn Neymar nữa, và mới có 2 trận đấu ở giải La Liga thôi, huấn luyện viên Valverde vẫn đang cố gắng để tạo ra một cái dấu ấn của mình lên lối chơi, và có vẻ như là ông vẫn chưa tìm được một cái lối chơi thích hợp, một sơ đồ chơi thích hợp làm sao để cho các cầu thủ Barcelona có thể chơi nhuần nhuyễn. Và không chỉ có Messi tỏa sáng mà những cầu thủ khác cũng có thể chơi tốt hơn nữa, ghi được nhiều bàn thắng nữa. Thành ra là khi mà còn có Neymar thì hai trận đấu sân nhà gần đây nhất thì Barcelona đều thắng. Chẳng cụ thể là một trận thắng 4-0 rồi một trận thắng 5-1 như thế thì nó rất hợp với cái tỷ lệ như thế này. Nhưng mà hai trận đấu gần nhất chúng ta đều thấy rằng là Barcelona khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội, khó khăn trong việc tạo ra bàn thắng, và mỗi trận đấu chỉ có 2 bàn thắng được ghi thôi. Thế thành ra là tôi sẽ chọn Espanyol, đội bóng thứ hai của thành phố Barcelona, và lúc nào cũng đứng sau Barcelona ở mọi khía cạnh. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc về trận đấu lần này. Theo tỷ lệ nhà cái, tỷ lệ lúc này là 3/1/2. Trong 5 trận đấu gần nhất của Barca thì có đến 3 trận có dưới 3 bàn thắng. Còn cả 5 trận gần đây thì của Espanyol thì đều có dưới 3 bàn thắng. Và tỷ lệ 3/1/2 có thể là hơi cao, thưa anh Ngọc. Không, tôi nghĩ là hợp lý. Đưa ra như thế này là hoàn toàn hợp lý, bởi vì nhà cái xét trên cả phong độ của Barcelona, khả năng ghi bàn, đặc biệt là khả năng ghi bàn của Barcelona, cũng như là khả năng chơi của Espanyol. Nếu mà gọi là đặt cửa cho Espanyol, gọi là đặt cửa về bóng thôi, chứ còn nếu mà nói vào khẳng định Espanyol thắng thì tôi không tin, bởi vì 8 trận đấu gần đây nhất của Espanyol trên sân Camp Nou thì đều thất bại cả. Và nói đến việc Espanyol có ghi bàn thắng vào lưới của Barcelona hay không trên sân Camp Nou lại là một câu chuyện khác, bởi vì trong 8 trận đấu gần đây nhất thì Espanyol mới chỉ có 2 lần chọc thủng lưới của Barcelona trên sân Camp Nou thôi. Cho nên là tôi nghĩ trận đấu này các cầu thủ Barcelona sẽ tiếp tục dựa vào một cái phòng tuyến mà họ phải đảm bảo tốt nhất trong thời điểm mà họ ghi bàn ít, đấy là phòng ngự. Và tôi nghiêng về một cái tỷ số có lợi cho Barcelona. Tôi nghĩ chỉ 2-0 thôi. Tiếp tục một trận thắng 2-0 nữa, và nếu như thế thì số bàn thắng sẽ dưới 3 bàn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi xem dự đoán của anh Ngọc có chính xác hay không. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.